thôi, cái váy này qua mà mặc thì cô ta phải biết. Bé bấy bì à, anh về rồi nè. Ủa, có chuyện gì mà mặt em mà buồn hiu vậy hả? Thì Thị nói qua gần đẻ tới nơi rồi mà chẳng có bộ hình cưới trong bằng chị bằng em nữa. Qua buồn quá anh Tỏ. Thôi được rồi, anh hứa khi nào thư thả thời gian anh sẽ đưa em đi chụp hình cưới, chịu không? Anh Tỏ toàn hứa không à, chẳng khác gì đám bạn cấp 3 của qua hứa đi họp lớp mà tới ngày là mất tâm. Em cũng thấy đó, ngày nào anh cũng đi làm từ từ sáng tới tối mới về, gặp hàng trăm đối tác khách hàng rồi còn hàng trăm dự án bất động sản đang chờ anh định để ký kết. Thử hỏi thời gian đâu mà anh định đưa em đi nữa chứ. Phải luyện làm cò đất trong Alibaba mà nói chuyện nghe thấy ghê không? Đúng là nhỏ không học, lớn làm đa cấp. Ê, đa cấp thì cũng có đa cấp đít, đa cấp đát chứ mày. Đít đát cái quần què, chưa bị tóm là may rồi, chứ ở đó mà chém gió. Lớn làm đa cấp. Thôi baby nên đánh đi, anh hứa là khi nào gom đủ tiền thì anh sẽ dẫn em đi chụp hình cưới mà. Thôi được rồi, tao biết một chỗ chụp hình cưới đẹp mà giá tốt lắm, để tao giới thiệu cho. Dù sao thì đời người con gái cũng có một lần thôi mà. Hả? Thiệt sao? Chỗ nào vậy Hút? Tụi mày biết ông Thánh Photo bên Việt Nam không? Qua biết nè. Ngày nào qua chẳng lên YouTube coi video của ổng chụp hình cưới mà chất chơi vừa dơ dữ lắm luôn đó. Ủa, anh tưởng Việt Nam em đập bốn tay bay màu mất rồi chứ thì nói. Đâu có, fan qua ở bớt nhiều lắm nên qua đâu dám bốn tay đâu nè. Để qua mở cho anh Thỏ coi ông Thánh Photo chụp hình nha. Wow, nhìn tấu hài quá ta ơi. Đúng cô quả thích luôn á anh Thọ, chưa kể giá chụp cũng rẻ nữa đó. Thôi được rồi, giờ tụi bay gọi liền cho Thánh Photo để đặt lịch không thì hết lóc đó. Mà nhớ đọc bác là bạn anh Hút để được giảm giá nha tụi. Ok. Cảm ơn mày nhiều nha Hút. Alo, cho quà hỏi có phải anh Thánh Photo ở Đà Nẵng không vậy hả? Alo, em đây, anh gọi đặt chụp hình cưới hả anh? Anh cái gì bà anh, người ta sắp làm mẹ bỉm sữa rồi đó nha cha nội. Sorry chị hen. Ủa mà sao hồi nãy qua inbox thấy anh báo giá rẻ quá vậy, chắc là chưa bao gồm chi phí đi lại ăn uống hả? Anh đây yên tâm, chị gái yên tâm, giá của em á là bao gồm ăn ở đi lại tắt là tặc rồi. Anh chị chỉ việc bay đến Đà Nẵng là bên em lo tiền ăn đến chết. Wow, đã quá vậy, chưa kể là chị muốn làm gì em làm gì em cũng được hết trơn á. Ôi ghê chưa, ghê chưa. Thấy gớm hả, ta là qua đã có chậu rồi á nha bà. Thôi được rồi, vậy anh Thánh Photo cho qua bút lịch chụp ngày mai luôn nha. À được, nhanh vậy má. Không nhanh sao được, chụp sớm để qua còn đi để nữa chứ. Dạ, ok, hẹn gặp vợ chồng anh chị tại Đà Nẵng. Hả? Sư phụ à, hình như bên kia có ai đang chụp hình cưới kìa. Cơm nội chụp hình, vừa chụp vừa nhảy cờ tưng, không khác gì đảo sư quân luôn kìa, sao sư đệ. Mà sao cô dâu gớm vậy, sao photo cũng chịu chụp vậy ta? Người gì mà tím lệm tìm sim hả? A-di-đà-phật, thiên sĩ tái, không đuôi chẳng cần bị mù, chữ làm gì có người ngu như tê. Ngu cái con, tha thù. Ê, hòa thượng, pháp danh của ông là Thích Cà Phịa phải không? Sorry, ỷ Bân Tăng là các vị đang chụp hình gất lấy phải không? Từ xưa đến giờ, Bân Tăng chưa thấy cô dâu nào đẹp lạ như thị chu đấy cả. Đúng là lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng mà. Mà nghĩ cũng lạ, thằng chồng thì đẹp trai, còn con vợ thì kiểu này chụp sao mà đẹp nổi chứ hả? Mày nói gì đó hả con khỉ lồng lá kìa? Mày có tin qua búng tay bay trụi lông mày liền không? Hả? Giới thiệu cho mày biết, đây là anh Thánh Photo, chụp không đẹp không ăn tiền nha mày. Đâu, thì chu hay mơ hình chụp này giờ cho thầy trò tôi xem. Rồi, méo tình được luôn. Đúng là Thánh Photo, khó vậy mà cũng làm được. Mai mốt vua được hẳn Nga, đợi nhất định Facebook anh Thánh Photo chụp mới được. Mập như đệ hàng Nga nào mà thèm cưới chứ. Con giờ hút mở mấy hồi xung quanh ơi, lúc đi hết mình lúc về, hết mập luôn á. Chia sẻ clip này nên rộng rãi nha.